Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho quý vị những giây phút thư giãn thật thoải mái. Xin đừng quên ấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tin giải trí. Hùng Thuận bồi hồi về đất phương Nam. Mới đây khi xuất hiện trong chương trình truyền hình, diễn viên Hùng Thuận nổi tiếng với vai diễn bé An trong đất phương Nam ngày trước, bồi hồi chia sẻ. Ngày xưa lúc quay đất phương Nam, tôi tầm 12-13 tuổi nên năng lượng dồi dào lắm. Buổi trưa tôi không bao giờ ngủ, quay phim xong, ăn trưa xong là chạy đi chơi, tắm xong, bắt con này con kia, rồi mượn cần câu cá, thú vị lắm. Những ký ức đẹp về khoảng thời gian của bé An luôn ở mãi trong lòng Hùng Thuận. Đôi lần anh thừa nhận cuộc đời bé An trong đất phương Nam lận đận biết bao thì cuộc đời của Hùng Thuận ở ngoài cũng chẳng thua kém gì mấy. Nhiều người trong nghề từng nhận định sự nghiệp của Hồng Thuận không nổi lên được vì cái bóng quá lớn của nhân vật An trong đất phương Nam ngày trước. Từng là một diễn viên nhí tên tuổi, Hồng Thuận còn vinh dự nhận được giải Mai Vàng ở hạng mục nam diễn viên được yêu thích nhất và những giải thưởng khác với vai An trong đất phương Nam năm 1997. Nhưng khi trưởng thành, Hồng Thuận đã không tạo dựng được thương hiệu của chính mình như dự đoán của nhiều người. Từng có thời điểm khán giả thấy Hùng Thuận đầu tư cho ca hát 7 năm theo nghề, lần lượt là thành viên trong hai nhóm nhạc Nhật Thực và MBK, nhưng Hùng Thuận không được khán giả đón nhận nhiều. Trở lại với phim ảnh, Hùng Thuận xuất hiện trong các dự án như Dòng Đời, Cổng Mặt Trời, Ký Ức Tuổi Thơ, nhưng vẫn chưa để lại một vai diễn nào đỉnh hơn với vai bé An. Từ công việc diễn xuất không khởi sắc, cuộc sống mưu sinh của Hồng Thuận cũng vất vả hơn. Có những lúc anh bị quỵt tiền cách xê hay phải vất vả đi xin từng vai diễn. Không chỉ diễn kịch, đóng phim, tham gia game show, Hồng Thuận trên thực tế cũng từng mở quán ốc, làm ông chủ sân bóng đá. Anh cũng theo học khóa đạo diễn trường đại học sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, thực sự có được thành công như kỳ vọng. Nhưng Hùng Thuận mừng là anh được làm những gì mà anh đam mê. Nói về những cố gắng của mình trong cuộc sống, anh chia sẻ, để có được những cuộc sống tốt đẹp, chúng tôi đã phải nỗ lực rất nhiều, may mắn và tiền bạc không từ trên trời rơi xuống cho những người lười biếng. Trong tình cảm, Hùng Thuận cũng khá nhiều sóng gió. Cuộc hôn nhân đầu tan vỡ dù bao lần cố gắng quay lại. Anh từng cho rằng hạnh phúc mong manh, hiện tại hạnh phúc không có nghĩa là mãi mãi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng là quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.